Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin quân sự của kênh Việt Nam TV. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung đáng chú ý như sau. Tiết lộ về chiến đấu cơ siêu bí mật của Mỹ, cơn địa chấn với cộng đồng quân sự thế giới. Vì sao địa trung hải trở thành vùng biển nóng khiến cho NATO sâu xé lẫn nhau? Mỹ 29 bất ngờ tung bay trên khẩu hiệu tranh cử của Tổng thống Donald Trump. Sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin chi tiết. Thưa quý vị, Quan chức Lầu Năm Góc tiết lộ, không quân Mỹ đã bí mật thiết kế, chế tạo và bay thử nghiệm một mô hình máy bay chiến đấu thế hệ kế tiếp theo cách chưa từng thấy trước đây. Tờ Defense News đã đưa tin rằng không quân Mỹ bí mật thiết kế, chế tạo và bay thử nghiệm một nguyên mẫu máy bay chiến đấu mới nhất được phát triển trong khuôn khổ chương trình thống lĩnh trên không thế hệ kế tiếp, gọi tắt là NCAD. Will Roper, quan chức phụ trách mua sắm hàng đầu của không quân Mỹ, Tiết lộ trên tờ Defense News cho rằng lực lượng này đã chế tạo và bay thử nghiệm một mô hình trình diễn quy mô đầy đủ trong thế giới thực, đồng thời nhấn mạnh chúng tôi đã phá nhiều kỷ lục khi thực hiện việc đó. Will Roper cũng khẳng định rằng chúng tôi đã sẵn sàng xúc tiến và chế tạo máy bay thế hệ kế tiếp theo cách chưa từng thấy trước đây. Tờ báo Defense News đánh giá rằng chương trình phát triển mẫu máy bay, bay chiến đấu mới chắc chắn sẽ gây chấn động cộng đồng quốc phòng bởi chuyến bay đầu tiên của nguyên mẫu thử nghiệm cho chương trình F-35 Lightning II đã diễn ra cách đây gần 20 năm. Tuy nhiên, ông Roper từ chối cung cấp bất kỳ thông tin cụ thể nào liên quan tới chiếc máy bay mới đầy bí ẩn. Các nhà thầu tham gia phát triển nó, cũng như liệu nguyên mẫu thử nghiệm của nó có sở hữu những tính năng tiên tiến hơn các máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm như F-22 Raptor và F-35 Lightning II hay không. Ông Roper không cho biết bao nhiêu nguyên mẫu của loại máy bay mới đã được bay thử và những nhà thầu quốc phòng nào đã tham gia chế tạo chúng. Vị quan chức cấp cao của không quân Mỹ cũng từ chối tiết lộ bất cứ chi tiết nào về thiết kế của máy bay. Sứ mệnh có người lái hay không có người lái và liệu nó có thể bay ở tốc độ siêu vật âm hay là không, hay là các tính năng tàng hình sẽ như thế nào. Theo lực lượng không quân Mỹ, mục đích của chương trình thống lĩnh trên không thế hệ kế tiếp NCID là phát triển một dòng máy bay chiến đấu thêm tiến. Với những cải tiến vượt trội về khả năng sống sót, mức độ sát thương và sự bền bỉ trong các hoạt động quân sự. Qua đó giúp giành được vị thế thống lĩnh trên không, kể cả những môi trường tác chiến thách thức nhất. Vì sao Địa Trung Hải trở thành vùng biển nóng khiến cho NATO sầu xé lẫn nhau? Từ những cuộc giao tranh không liệt vào thập niên 1920 đến tranh cãi ở Sip nổ ra vào những năm 1970, biển Asian luôn là nguồn cơn căng thẳng giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Và nơi đây một lần nữa trở lại trên các trang đầu tin tức quốc tế với những tuyên bố hiểm khích đưa ra bởi Athens và Ankara làm sống lại mối quan hệ mâu thuẫn lâu đời giữa hai quốc gia. Tuy nhiên, bên cạnh sự đối đầu lịch sử, còn là một sự tập hợp các lợi ích về năng lượng và địa chính trị phức tạp với chiến trường được mở rộng ở đông địa Trung Hải. Nguyên nhân cho những căng thẳng gần đây xuất phát từ việc Thổ Nhĩ Kỳ và Chính phủ Hiệp định Quốc gia CNA của Libya ký kết một bản ghi nhớ vào tháng 12 năm 2019 với hai điểm đáng lưu ý. Đầu tiên là vé lại đường danh giới trên biển giữa Ankara và Libya, điều mà chính phủ Hy Lạp coi là một mối đe dọa. Điểm thứ hai cũng là táo bạo nhất, một phần của hiệp ước bao gồm hợp tác an ninh và quân sự cho phép Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp quân sự để hỗ trợ CNA, chính thức đối đầu với Pháp, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE và Ai Cập. Sau đó Athens đã tìm cách ngăn cản Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng ảnh hưởng ở Đông Địa Trung Hải. Chuyến thăm Paris của Thủ tướng Hy Lạp vào đầu năm nay đánh dấu một bước ngoặt rõ rệt trong chính sách đối ngoại. Cuộc gặp giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos đã kết tình mối quan hệ chính trị và quân sự mới giữa Paris và Athens, mà Tổng thống Pháp gọi là khuôn khổ phòng thủ chiến lược. Phía Pháp hứa sẽ ủng hộ lập trường của Athens đối với Ankara liên quan đến vấn đề biên giới và tranh chấp trên biển về vấn đề ship. Đổi lại, Athens đồng ý phối hợp chính sách đối thoại và quân sự với Paris. Hai ngày sau cuộc họp, Paris đã điều tàu chiến tới bờ biển Hy Lạp để chứng tỏ sự ủng hộ của mình đối với đồng minh châu Âu chống lại Thổ Nhĩ Kỳ, đánh dấu bước leo thang đầu tiên của Athens chống lại Ankara. Về quan điểm địa chính trị, trong cuộc xung đột hiện nay, mỗi bên đang cố gắng áp đặt quan điểm của mình ra ngoài phạm vi luật pháp quốc tế bằng cách xây dựng các quan hệ quốc tế mới. Bên Hy Lạp dựa vào hai yếu tố. Thứ nhất, họ sử dụng tư cách thành viên EU để gây áp lực kinh tế lên Ankara. Athens cũng đang tận dụng lập trường trong cuộc khủng hoảng di cư với Thổ Nhĩ Kỳ, khi tự cho mình là lá chắn giúp châu Âu chống lại lan sóng người nhập cư và người tin nạn. Đổi lại, nước này yêu cầu EU áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Ankara. Yếu tố thứ hai tạo nên thế trận của Athens là làm bình phong cho những kẻ thù chung của Ankara. Chính phủ Hy Lạp này này tự thể hiện mình như là một bức tường thành chống lại chính quyền thổ nhĩ kỳ và là một đường dẫn cho những ai muốn gửi thông điệp gây áp lực, đe dọa chống lại chính quyền thổ nhĩ kỳ. Về phần mình, thổ nhĩ kỳ hiểu nhu cầu kinh tế của EU với thị trường thổ nhĩ kỳ và sử dụng đây làm đòn bẩy. Trong những năm gần đây, thổ nhĩ kỳ đã cố gắng xây dựng mối quan hệ song phương cấp cao với các nước EU như Italia, Tây Ban Nha, Malta. Những mối quan hệ này tạo thành sự bảo vệ cho ankara trong bất kỳ phong trào nào của hy lạp trong eu ankara biết rằng phía hy lạp không muốn tiến tới tòa án công lý quốc tế icg nơi không có khả năng áp dụng tầm nhìn đầy đủ của hy lạp ở đông địa trung hải nhưng trong khi các chính trị gia của cả hai quốc gia đang tính toán lập trường dựa trên những lợi thế sẵn có thì ông lớn mỹ có thể là người can dự sau cùng tại nhà trắng sự mơ hồ vẫn chiếm lĩnh quan điểm của mỹ đối với căng thẳng giữa Athens và Ankara. Giữa lúc mối quan hệ thân tình giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đang phát triển theo chiều hướng tốt liên quan đến các lợi ích tại Libya và Syria. Tuy nhiên, cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới và nhu cầu cá nhân của ông Trump đối với sự hỗ trợ quốc tế từ các nước như UAE và Israel có thể là lý do để Nhà Trắng nghiêng về lập trường của Athens chống lại Ankara. Quyết định của Washington hồi đầu tháng nhằm dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí đối với Cộng hòa SIP có thể được hiểu là một bước đi trên con đường này. Bất chấp căng thẳng hiện tại, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ không quan tâm đến bất kỳ hình thức leo thang nào, đặc biệt là với Hy Lạp. Ankara cần kết thúc xung đột Libya càng sớm càng tốt và gặt hái những thắng lợi quân sự trên bàn đàm phán. Đây là ưu tiên hàng đầu trong thời điểm hiện tại. Trong khi đó, Việc các con tàu Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện ra mỏ khí đốt tại Biển Đen đã nâng cao sự tự tin của chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ và khiến nước này chấp thuận tất cả các sáng kiến ngừng bắn của Đức tại Libya cũng như ngồi vào bàn đàm phán với Athens nhằm ngăn chặn bất kỳ xung đột quân sự nào giữa hai nước láng giềng. Còn đối với Hy Lạp, lựa chọn của Athens cũng có những tính toán và không muốn dẫn đến những kịch bản tiêu cực. Thứ nhất là điều kiện kinh tế hiện tại của đất nước đang suy thoái do dịch COVID-19 nên chính quyền muốn chuyển sự chú ý sang tranh cái tại biển Aegean cũng như để tăng sự ủng hộ của công chúng. Cuối cùng, Athens tự tin rằng sự hỗ trợ từ các đối thủ của Ankara sẽ có thể làm gia tăng khả năng nhượng bộ của Thổ Nhĩ Kỳ trong các cuộc đàm phán trong tương lai. Khả năng đảng dân chủ giành quyền nhà trắng sẽ có lợi cho Athens. Tuy nhiên, hành động của cả hai bên biển Aegean giống như đang nhảy múa trên vách đá và bất kỳ tính toán sai lầm hoặc quá tự tin nào cũng có thể dẫn khu vực vào một cuộc chiến đẫm máu mà không có người chiến thắng. Trong một thông tin khác, Mỹ 29 của Nga bất ngờ tung bay trên khẩu hiệu tranh cử của Tổng thống Trump. Một khẩu hiệu quảng cáo kỹ thuật số do nhóm gây quỹ tranh cử của Tổng thống Donald Trump công bố vào ngày 11 tháng 9 kêu gọi cử tri Mỹ hãy hỗ trợ quân đội của chúng ta nhưng lại sử dụng hình ảnh minh họa là các máy bay chiến đấu và vũ khí do nước Nga sản xuất. Tình huống chớ trêu này được Trang Politico phát hiện và công bố trong một bài viết đăng tải hôm 14 tháng 9. Theo đó, trong khẩu hiệu quảng cáo của mình, Ủy ban làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại đã in hình những người lính Mỹ bước đi dưới 3 chiếc máy bay chiến đấu bay phía trên. Kỹ sư Peter Spey, người từng tham gia thiết kế cả máy bay F-16 và A-10 Warthog cho không quân Mỹ, khẳng định rằng đó chắc chắn là một chiếc f 29 Tôi rất vui khi thấy nó đang hỗ trợ quân đội của chúng ta. Ruslan Pukov, giám đốc trung tâm phân tích chiến lược và công nghệ tại Moscow cũng xác nhận rằng hình ảnh các máy bay này được Ủy ban vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump sử dụng là máy bay MiG-29 của Nga. Đồng thời cho biết những người lính ngoài cùng bên phải trong quảng cáo còn mang theo cả súng trường tấn công AK-74. MiG-29 là dòng máy bay chiến đấu hai động cơ do Liên Xô thiết kế, cất cánh lần đầu tiên năm 1977, là máy bay chiến đấu chủ lực của không quân Nga và đã được bán cho nhiều quốc gia trên khắp thế giới. MiG-29 được phát triển từ thời chiến tranh lạnh để chống lại các máy bay F-15 và F-16 của Mỹ. Chính quân đội Mỹ cũng đã sử dụng các máy bay MiG-29 làm quân xanh trong các cuộc tập trận. Nga đã xuất khẩu MiG-29 sang một số quốc gia, trong đó có Triều Tiên, Syria, Ấn Độ và Uzbekistan. Iran cũng đã mua 68 chiếc MiG-29 vào thời kỳ liên xô sắp sụp đổ. Năm 1997, Mỹ thậm chí còn mua 21 máy bay MiG-29 có khả năng mang theo vũ khí hạt nhân từ Monovan để ngăn chúng lọt vào tay các đối thủ như là Iran. Bản tin quân sự của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.